Hello anh em, sau bao nhiêu ngày xả lũ và vắng bóng thì hôm nay Tâm lại lên sóng tiếp những sản phẩm hiện có tại công ty để nhằm giới thiệu đến những cái sản phẩm mà hợp lý nhất và chất lượng nhất đến tay bà con tiêu dùng, và bà con biết là bên Tâm còn được những xe gì và đã bán những xe gì. Tâm bán được rất 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 nhiều, 3 ngày, 3 ngày Tâm bán được 17 xe anh chị, 3 ngày bán được 17 xe. Thì những cái xe mà hôm Tâm xả lũ là bán được nhiều lắm rồi. Vios 2023 bản E số tự động, Elantra 2023 số tự động màu đen mẫu mới, rồi nhiều nhiều vô số kể luôn. Mà những cái xe mà giảm giá thì Tâm đã xả được rất là nhiều rồi. Hôm nay Tâm làm cái video này để gửi đến anh chị, để anh chị biết là những sản phẩm nào hiện có còn tại công ty ô tô Duy Tâm và những xe nào mới về. Thì đây là con xe này cũng nằm lại cũng cả tháng hơn rồi anh chị, là con K3, Kia K3 bản Premium 2022, lăn bánh 23, màu trắng ca mai, 20.000 cây số, động cơ là 2.0 bản Premium nha. Cái này thì Tâm đang bán là 59, rồi Tâm giảm xuống còn 58 nha anh chị, 58 bao rút hồ sơ 2022, lăn bánh 23, K3 bản Premium đó, Kia K3, K3 bản Premium nha, 58. Ghế lái thông minh, nội thất hai màu, 20.000 cây anh chị, trần nỉ nguyên rin, xe chuẩn, biển số 79, rút hồ sơ sẵn rồi, giờ anh chị về là bấm số luôn, khỏi đợi khỏi chờ gì hết nha. Xe rất là mới gì, mới tinh nè, 580 2022, lăn bánh 23 đó, màu trắng ca mai, sơn rin cả xe không lỗi lầm, bao cho anh chị nha, mới tinh. Và con xe Atis 2022 cũng lăn bánh tháng 1 2023, động cơ là 1.8 bản V. Bản V là bản thấp hơn bản điện nữa, là bản này, là nếu mà xăng là bản này cao nhất nha anh chị, nhập Thái, còn bảo hành hãng đến năm 2028. Lăn bánh được 14.000 cây. Tâm thấy thị trường đang bán xe này là ngoài 7 không nha anh chị. Ngoài 7 không. Tâm đang bán là 695. Hôm nay Tâm đợi anh chị là 680. Nếu anh chị phát hiện xe này mà có một cái lỗi nhỏ xíu luôn, dù chỉ nhỏ xíu luôn, thì Tâm đền cho anh chị 50 đến 100 triệu nha. Không một lỗi nhỏ, 100% là nguyên rin, đúng Odo, năm vỏ theo xe còn dày cui và mâm lốp không có vết trầy. Xe được trang bị nội thất màu kem rất là sang và xịn. Cái này Tâm bao cho anh chị là xe xịn mới, còn thơm mùi xe mới nha. 2022 lăn bánh 23, động cơ là 1.8 bản V nhập Thái Lan đó, mẫu mới hoàn toàn, đèn trước đèn sau là full led, Toyota Corolla Altis màu đỏ đô, lăn bánh được 14.000 cây. Tâm đợi anh chị 680 hôm nay nha, đó sát sát giá luôn, thậm chí là có thể đi mua vô giá này luôn chị. Bữa là bán 695, nay bán 680 bao rút hồ sơ, xe 14.000 cây. Nếu sai thì Tâm chịu trách nhiệm với anh chị nha, bao chết tết mọi hình thức. Còn con này là chắc chắn là Tâm phải giảm lỗ rồi nha anh chị, bởi vì thị trường nó bị sập quá. Thì hôm bữa xe này mua vốn là 530, hôm nay để cho anh chị là 520 nha. 520 là con Kia Premium 2021 2.0, đặc biệt 2.0, ghế lái thông minh, chỉnh điện. Đó, 45.000 cây, cửa sổ trời, trần nỉ nguyên rin. 520. Nếu mà bán được 520 thì lỗ khoảng mười mấy triệu, nhưng mà vẫn vui nha anh chị. Bởi vì thị trường mình phải chấp nhận, chứ không có đổ thừa hay là không khóc lóc gì hết nha. Nhưng mà nói để anh chị biết là thị trường xe này vẫn hơn 500 nha anh chị. Kia Sorento 2021 lăn bánh được 45.000 cây, một đời chủ mua mới, đăng kiểm mới, vỏ mới. Nói chung là cái xe tuyệt vời. Đang bán là 545. 545 thì kiếm lời được mười mấy triệu. Nhưng mà bởi vì mình biết là mình nhập vô rồi sang sửa này nọ, đăng kiểm đầu bữa nó hết đăng kiểm, nó nợ đăng kiểm 2 năm, Tâm mới đăng kiểm lại hết 5 triệu mấy, rồi dọn dẹp đánh bóng đánh bát hồ sơ hồ siết. Và xe này hiện bây giờ anh chị thấy được thì mua, còn không được không sao hết, Tâm bán cho anh chị là 520 nha. 2021 Kia Sorento bản Premium 2021 lăn bánh 40 mấy ngàn cây, màu trắng ca mai, động cơ là 2.0 bản đặc biệt Premium, bao sướng luôn, lên anh chị chạy là anh chị vừa ý liền. Nói chung là mọi thứ nó rất là hoàn hảo và tuyệt vời, không một lỗi nhỏ. 520. Và đây là con xe Civic thằng thánh. Vì sao Tâm nói thằng thánh? Bởi vì cái loại này nè, thanh niên rất là chuộng và đi sướng, chuộng đi ngon, kiểu dáng đẹp thể thao. Chạc tuổi mà từ 50 đổ xuống, 18 đổ lên là thấy cái xe này là ghiền liền. Bây giờ ra mẫu mới chứ đâu có bán chạy bằng mẫu này đâu anh chị. Mẫu mà 18 19 20, 17 18 19 20, 21 luôn là tuyệt vời. Còn qua 22 mẫu mới rồi là người ta lại chê, nó không còn được hầm hố, không còn được thể thao nữa.
Xe này thì sản xuất năm 2000 tháng 11 năm 2019. Động cơ là 1.8 bản G, thì đèn trước là đèn full LED và mâm là lớn hơn bản E một size, mâm 16 inch. Đó, cái này là 1.8 bản G, lăn bánh được 80.000, màu trắng camay, sơn zin cả xe, không lỗi lầm. Và Tâm đang bán cho anh chị với cái giá là 530. Hôm nay Tâm để cho anh chị là 525, chốt deal 525 cho con Honda Civic. Động cơ là 1.8 bản G, sản xuất tháng 11 năm 2019, lăn bánh 80.000, một đời chủ mua mới, màu trắng camay, 100% là nguyên zin tuyệt vời. Vỏ lốp là mới thay 4 cái vỏ Michelin và đăng kiểm còn tới tháng 11 2025, còn đủ hai chìa khóa, ghế lái chỉnh điện, đề nổ từ xa, ga tự động cruise control, màn hình cam da đầy đủ, ghế bọc da, chất xe zin đẹp chuẩn, 525 hết giá. Tất cả xe bên Tâm là hồ sơ pháp lý rõ ràng và bao rút hồ sơ nha anh chị. Cái này là con VinFast Fadil 2020 màu xanh mật. Đó, 2020, 5 vỏ còn theo xe zin hết và được trang bị đồ chơi nhiều, đăng kiểm dài. Màn hình cam da, màn hình Android và cam da đầy đủ, nội thất rất là tươi và đẹp. 60.000 cây. Cái này thì bên Tâm đang bán là 305, hôm nay để cho anh chị là 300. VinFast Fadil. Máy là 1.4, máy nhập Đức. Đi nhẹ và êm lắm. Nếu mà ai chưa đi thì cứ lên đi thử nha, đi ưng ý, nói chung là đi ưng ý, đi nhẹ êm như ý luôn chị. Vỏ lốp theo xe, chất lượng xe tốt và cam kết với anh chị là không lỗi lầm. Tất cả xe bên Tâm thì cái nào Tâm cam kết là nó rõ ràng minh bạch, còn cái nào lỗi là Tâm báo lỗi luôn trên video nha, không bao giờ che giấu nha chị, yên tâm khi mà đến mua sản phẩm bên ô tô Duy Tâm không bao giờ bị lọc lừa dối trá nha. Cái này là VinFast Fadil 2020 màu xanh mật, lăn bánh 60.000, số tự động, động cơ là 1.4. Đó, một đời chủ mua mới, được trang bị nhiều đồ chơi và bây giờ mua về chỉ xài thôi, chả phải làm gì. Đang bán cho anh chị là 305, giảm còn 300. Ở này là con Accent màu trắng camay, số tự động, bản tiêu chuẩn 2022, lăn bánh được 42.000 cây, màu trắng camay, 430 triệu bao rút hồ sơ. 430 triệu bao rút hồ sơ. Xe thì có màn hình, có cam da và có ghế da. Chất lượng xe thì khá tốt và trần nỉ nguyên zin bọc ni lông. Đời Startup. Còn đủ hai khóa hay gì á. Đây là một chủ mua mới, biển số 60 Đồng Nai. Bọc lại ghế da và màn hình, rồi cam da, rồi phim cách nhiệt, lót sàn trải thảm đầy đủ, trần nỉ nguyên zin. Bán cho anh chị là 430 bao rút hồ sơ nha. Màu trắng camay anh chị, trắng camay đẹp, êm như ý. Và cái mức độ mượt mà và êm ái của em này thì khỏi bàn, miễn chơi. Xe ưng ý 2022 mà anh chị, 2022 bên Tâm bán cho anh chị là 430. Em này là em VS bản G 2019, lăn bánh được 50.000, màu đỏ đô. Xe thì chuẩn mực như ý, khỏi bàn về xe. Chất lượng xe này khỏi bàn, từ nội thất cho đến ngoại thất khá ưng ý. Đó, bảo dưỡng hãng đều và có màn hình, có cam trước cam sau đầy đủ, trần lên 5D, ghế da theo xe còn mượt mà và êm ái và sạch sẽ ưng ý, mọi thứ là hoàn hảo. À, hoàn hảo tính vừa ý nha anh chị nha. Cái này thì bên Tâm bán cho anh chị là 425, giảm 5 còn 420. Vios bản G, bản G số tự động cao cấp nha, nhìn cái nội thất là mình biết xe đẹp hay xấu rồi anh chị. Cái này thì bên Tâm sẽ để cho anh chị với cái giá là 420 anh chị, 420, 425 nè, đang bán là 425 đúng không, 425 để cho anh chị là 420. Có nhiều khi là có nhầm có lộn gì đó thì anh chị hết sức thông cảm nha, chứ trách hờn nhau làm gì ha. Cái này thì giờ Tâm để anh chị 420 đi nha, 420 cho con xe Vios bản G 2019, lăn bánh được 50.000 anh chị, nội thất tươi và đẹp dữ lắm, 420 anh chị. Và có thể bớt cho anh chị 2-3 triệu gì cũng được nha, bớt 2-3 triệu gì cũng được, khoảng 47, 48 gì đó nha anh chị nha. Bản G 2019. Em này là Accent 2018 số tự động, Accent 2018 số tự động, màu trắng camay, đang bán cho anh chị là 375 nha anh chị, 375, đăng kiểm còn tới tháng 3 2026, đăng kiểm vào đường bộ tháng 3 2026. Vỏ lốp mới, trang bị nhiều đồ chơi, màn hình ZTEP, ghế da, phim cách nhiệt. Xe thì ưng ý, trần nỉ nguyên zin, một đời chủ mua mới, được bảo dưỡng hãng rất là đều.
Xe ưng ý nha anh chị, màu trắng Camay 2018, lăn bánh được 80.000, được trang bị đồ chơi đầy đủ, không thiếu thứ gì, và đăng kiểm còn dài, chất xe đẹp. Tâm để cho anh chị là 375, có thể là bớt cho anh chị 2 triệu, còn 373. 373 bao rút hồ sơ, xe này biển 70 Tây Ninh, một đời chủ mua mới nha anh chị. Hyundai Accent 2018, động cơ là 1.4, dòng Accent á thì 100 chiếc là đều động cơ 1.4 hết, nó xài chung động cơ nha anh chị. Xe này tâm bán là 373, bớt 2 triệu là 373 đó anh chị. Và tiếp theo đây nữa là con xe Vios 2024 mẫu mới, lăn bánh được 7.000 cây. 7.000 cây, màu đỏ đô, số sàn. Đang bán cho anh chị là 435 thì phải. 435 bao nhiêu? 430, 430 nha anh chị. Giảm cho anh chị một chút xíu đi, giảm cho anh chị 5 triệu đi. Giảm 5 triệu đi, 425. Xe này mẫu mới hoàn toàn nè. 425, giá quá hợp lý anh chị. 425 cho con Vios mẫu mới 2023 lăn bánh 2024 và mới chạy chỉ được có 7.000 cây số thôi. Xe hầu như là mới tinh, màn hình cam gia, ghế da và phim cách nhiệt, bảo dưỡng hãng đều, trần nỉ nguyên rin. Đó, xe chính chủ Tâm đã đứng ủy quyền, bảo đảm với anh chị là xe chuẩn từ Odo đến chất lượng xe, nếu sai thì bên Tâm chịu nha. Cái này là 2023 lăn bánh 24. Đó, bán cho anh chị là 430, 430. Giảm xuống cho anh chị 5 triệu còn 425. 425 nha anh chị. À, cái xe này thì Tâm mua nay chắc cũng mười mấy ngày, 20 ngày rồi, mười mấy 20 ngày rồi. Đó, để cho anh chị là 425 nha. Giá này mà không mua thì nó lại khó ha. Có 7.000 cây anh chị ơi. 425. Hyundai Elantra 2021 số sàn, động cơ là 1.6. Xe này thì nó tuyệt vời rồi, khỏi nói rồi anh chị. 418 triệu. 418 triệu cho con Hyundai Elantra, động cơ là 1.6. Anh nghe. Nói. Anh nghe nè. Nói đi, anh nghe nè. Anh đang làm video phải nửa tiếng nữa mới xong em ơi. Em bỏ thằng nào lại đó đi, hay sao đó. Xe này là Hyundai Elantra. Hyundai Elantra động cơ là 1.6 số sàn. Đó, lăn bánh được 60.000 anh chị. Lăn bánh được 60.000, cái này bên Tâm bán cho anh chị là 418 triệu nha. Xe rất là ưng ý anh chị, mới tinh không lỗi lầm. Em điện cho Hà ngân hàng liền giùm anh cái em ơi, nó cần gì đó. Đây cho anh chị coi nha, 418 triệu. 418 triệu anh chị. Trần nỉ nguyên rin, ghế da, xe đẹp. Và đi cái máy của Elantra này đi xuống lắm, máy Elantra này đi xuống tuyệt vời luôn anh chị, máy Elantra đi xuống tuyệt vời luôn, ghế da rồi các kiểu rất là mới và ưng ý. Vios bản E số sàn đời 2022, 2022 và lăn bánh được 40.000, một chủ mua mới biển Sài Gòn, đang bán cho anh chị là 415. Hôm nay để cho anh chị là 401, 405. Giảm 10 triệu còn 405. 2022. 2022, nếu mà giảm 10 triệu thì nó hơi nặng. 405, 407 gì đi, 407 đi anh chị ha, 407 đi, bao rút hồ sơ nữa. 2022 mà, màn hình ZS rồi phim cách nhiệt rồi camera rồi các kiểu linh tinh tùm lum, camera hành trình đồ, cam trước cam sau rồi ghế da trần nỉ, phim cách nhiệt, vỏ lốp theo xe, chắc xe mới lắm. 407 đi anh chị, 407 ha, bao rút hồ sơ Tâm bớt 8 triệu à. 407 bao rút hồ sơ, sản xuất năm 2022, lăn bánh được 40.000 cây, màu đỏ đô. Vios bản E số sàn màu đỏ đô 2022, lăn bánh 40.000, xe rin đẹp chuẩn, sơn rin cả xe.
407 triệu. Toyota Corolla Altis 1.8G sản xuất 2021, cuối đời của Toyota Corolla nha. Nó có cái body như vậy, cái body ốp xung quanh ở dưới xe đó, và mâm lớn hơn một size là mâm 17 inch. Còn nếu mà mẫu cũ á, là mâm 16 inch. Đèn chưa có full LED, này là đèn full LED, body và đèn LED. Mâm 17 inch, mâm đa chấu mà nhìn nó sang xịn anh chị. Vỏ theo xe 20.000 cây, màu trắng ca mai nha, 2021. Lăn bánh được 20 mấy ngàn cây. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm vào đường bộ tới tháng 11/2025. Màu trắng ca mai nha, đèn full LED. Cái này thì bên Tâm sẽ đổi cho anh chị với cái mức giá là 625 triệu. Hôm nay Tâm giảm 5 triệu còn 620. Toyota Corolla Altis 1.8G. Thì bản G này là bản cũng cao cấp nhất rồi, nó chỉ còn cái bản V là 2.0 anh chị. G thì bản cao rồi. Còn đủ hai chìa khóa, có ga tự động và cruise control và có đề startup, cân bằng điện tử, 7 túi khí. Đó, 4 thắng đĩa ABS, xe mới tinh. Toyota Corolla Altis 1.8 bản G 2021, lăn bánh được 20 mấy ngàn, 620 anh chị. Xe này tâm bao mới nha, rất mới luôn á, đừng nói là mới, rất mới. 620 đã giảm rồi là còn 620. Em này là Hyundai Elantra bản 1.6 Sport. 1.6 Sport là bản 1.6 turbo anh chị. 2020, mâm 17 inch và nước sơn green thì cả xe, một đời chủ mua mới. Vừa rồi Tâm có một chiếc y vậy, Tâm bán về Vĩnh Long. Và xe này mới mua sau này. Xe này cũng xe đó cũng biển Vũng Tàu và xe này cũng biển Vũng Tàu. Người Vũng Tàu thì thích đi xe này anh chị. Nó thể thao, đi xuống lắm. Có cửa sổ trời nè, ghế có chữ xì bọt luôn nè anh chị. Ga tự động và cruise control, qua lăng cũng qua lăng thể thao luôn, rất là đẹp nha. Màn hình cam gia đầy đủ, chất lượng xe thì miễn bàn, khỏi chơi, bao chết tép 40.000 cây, một đời chủ mua mới, 545 triệu. Hôm nay Tâm giảm xuống là còn 535 triệu nha anh chị. Hyundai Elantra động cơ là 1.6 turbo 2020, lăn bánh 40.000, màu đỏ đô, 545 giảm 10 còn 535, xe mới lắm. Thì bản turbo này là nó nhiều tính năng lắm anh chị. Nó có chế độ lái xì bọt nè. Rồi đèn trước là đèn 4 bi nè. Cảm biến trước sau đầy đủ, mặt ca lăng xịn không? Đèn trước 4 bi nè anh chị thấy không? Em này là i10 anh chị. i10 bản hatchback 2022 màu trắng ca mai, lăn bánh được 20 mấy ngàn cây, 382 triệu, màu trắng ca mai nha. Xe này thì mới lắm, rất là mới, bản full nhất luôn chị. Full nhất thì nó có ga tự động và cruise control. Còn bản giữa nó không có nha, cái này bản có ga tự động. Màn hình cam gia, ghế da xịn lắm, rất là xịn. 382 triệu anh chị. 2022 biển Bình Dương, có cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau nè. Xe này thì khỏi nói, miễn bàn rồi, mới tin. 2022 anh chị, màu trắng ca mai. Tâm để cho anh chị là 382 triệu nha, số tự động. Động cơ là 1.2. Xe thì rất là ưng ý. Em này là Morning anh chị. Nãy Tâm chưa quay cái đít của i10, để quay đít i10 nè. Đẹp, sang, xịn, gọn gàng. 382 triệu nha anh chị. Em này là Kia Morning bản S. Thời điểm đó là nó có bản S là bản đủ nhất rồi nha. Đèn LED trước sau 2014, lăn bánh được 80.000, một đời chủ mua mới, 4 vỏ còn mới và đăng kiểm còn dài. Nội thất thì ghế da theo xe hết. Chất xe thì nhìn chung là một con xe quá đẹp anh chị. Trần nỉ nguyên rin, xe rất đẹp. 100% là nguyên rin nguyên bản nha. Cái này thì bên Tâm sẽ để cho anh chị với cái giá là 248 triệu, hôm nay để cho anh chị là 245 triệu nha. 245 triệu, xe tuyệt đẹp. Bữa có Morning quá chừng luôn mà bán hết rồi, còn có con màu trắng này chưa bán được. Xe này đẹp lắm, xe này anh chị lên kiểm tra chạy thử là anh chị mua liền, nó ưng ý. Từ khung gầm máy móc thì im ru. Hôm nay Tâm để cho anh chị là 245 triệu đó anh chị, 245 triệu cho con Kia Morning bản đủ S. Động cơ là 4 máy 1.2 số tự động nha. 245 triệu. Xe ưng ý.
Em này là Kia Sorento bản Luxury 2021, động cơ là 1.6, ghế lái chỉnh điện và cửa sổ trời. Xe 2021, một chủ mua mới, đăng kiểm mới, 4 vỏ mới, 50.000 cây. Bên Tâm đang bán cho anh chị là 535, hôm nay Tâm giảm xuống còn 515 nha anh chị. Thị trường nó bị giảm anh chị ơi, thị trường bị giảm. Với lại thấy những cái đơn vị họ bán giảm xuống mà mình kìm giá này thì mình rất là bị lạc hậu anh chị. Nếu mình kìm giá thì mình bị lạc hậu nên Tâm quyết định giảm xuống. Có nhiều xe giảm lỗ luôn, như em qua bán cái Vios bản E số tự động màu đỏ 2023 đó, nói lỗ anh chị đâu tin đâu. Mua 400 tách là 47, bán 458 thì lỗ 12 triệu cũng bình thường mà. Xe này thì bên Tâm đang bán là 535, giảm 20 còn 515. Thậm chí có thể để cho anh chị 501 cũng được, giảm 25. 501 là thấy bà nhỏ luôn rồi. Đăng kiểm còn tới tháng 5 2026, 4 vỏ mới. Mọi thứ tuyệt vời. Không có gì để bàn luôn. Xe ưng ý và tuyệt vời. Để anh chị là 501 luôn nha, 501 2021 Kia Sorento bản Luxury, có ghế điện, có cửa nóc, có option nhiều và không có gì để bàn hết, 501 anh chị. Sorento bản Luxury 501 nha. Máu mua, đợt bán được cái máu mua cái về dọn dẹp, thay vỏ đăng kiểm nữa, giờ nó đội giá lên rồi. Thì bán cũng phải chấp nhận thôi. Để anh chị 501 nha. Em này là Kia Soluto 2019. Lăn bánh được 65.000, số sàn bản đủ. Màu đỏ đô, 65.000 cây. Màu đỏ đô. Cái này thì bên Tâm sẽ bán cho anh chị với cái giá là 295 giảm 5 còn 290. Kia Soluto 2019 số sàn bản đủ. Giảm 5 còn 290, xe đẹp. Không lỗi lầm. Máy số gầm bệ, nước sơn đẹp lắm, nói chung là quá đẹp ưng ý. Bán 290. Cái này là Hyundai Elantra 2020. Lăn bánh được 70.000, số máy 70.000. Số sàn anh chị, động cơ là 1.6 số sàn. Và hôm nay bên Tâm để cho anh chị với cái giá là 400. Cái này bên Tâm đang bán nhiêu quên rồi. 410, giảm 10 còn 400. Đăng kiểm còn dài, tháng 10 2025. Đó, giảm xuống còn 400. Xe chuẩn, một chủ mua mới, Hyundai Elantra số sàn. Động cơ là 1.6. Để anh chị 400 nha, 2020. 400 anh chị, 2020. Hyundai Elantra số sàn, động cơ là 1.6. Mẫu mới rồi. Mẫu mới rồi. Để anh chị 400 nha, 2020. 400 triệu. Hyundai Accent bản đặc biệt, mẫu mới. Mẫu mới thì mâm mới rồi nè. 2020 đăng ký 21, lăn bánh được 60.000. Đang bán là 440. Hôm nay để cho anh chị là 430. 60.000 chị, 430 2020. Lăn bánh được 60.000, một chủ mua mới, góc số Bình Dương. Mặt ca lăng mới rồi, có đề nổ từ xa rồi. Mẫu mới thì có đề nổ từ xa, mẫu cũ thì không có nha. Cái này thì hiện nay Tâm đang bán cho anh chị là 440, giảm 10 còn 430. Xe đẹp ưng ý, không lỗi lầm. Và 60.000 cây xịn. Đăng kiểm còn dài và vỏ lốp còn mới. Mọi thứ là tuyệt vời, màn hình cam gia đầy đủ. Trần nỉ nguyên rin, có cửa sổ trời. À, 430 nha anh chị. Accent, Accent 2023. Accent 2023 số tự động màu trắng ca mai. Cái này thì Tâm bán cho anh chị là 440, lăn bánh được 20.000. Màu trắng ca mai, sơn rin là 98% nha anh chị. Sơn rin 98%. Màu trắng ca mai. Hyundai Accent. Đó, xe được trang bị cũng khá nhiều đồ chơi. 440 anh chị. 2023 còn bảo hành hãng tới 2028. Sơn rin là 98% đó anh chị, 5 vỏ theo xe và bánh dự phòng chưa sử dụng. Xe mới lắm. Rất là mới nha, nếu mà sai chỗ nào Tâm chịu hết. Nội thất keng xà len, màn hình cam gia đầy đủ. Có đời nổ từ xa nha, hai chìa khóa còn đủ. Và bảo hành bảo dưỡng đều, bảo hành bảo dưỡng hãng không à. Hai chìa khóa còn đủ. Cái này sản xuất năm 2000 tháng 9 2023, chạy 20.000 cây, màu trắng ca mai.
Hyundai Accent biển số 47, nhưng mà chủ mua và sử dụng và hiện cư ngụ tại Bình Dương đó. Mua sử dụng cư ngụ Bình Dương và gốc 61. Sau này anh chị có sang tên đổi biển số thì nó ra cái số quản lý là số quản lý trên sổ đăng kiểm là 61, nên nó không còn liên quan gì tới 47 nữa hết. Nó sẽ có giá trị, sau này mình có bán xe nó cũng giá trị nha anh chị. Cái này là số quản lý là 61, chủ xe là có hộ khẩu thường trú ở 47 Đắk Lắk nhưng mà sinh sống và làm việc tại Bình Dương, nên mua xe ở Bình Dương, kinh doanh ở Bình Dương đó, làm công việc ở Bình Dương. Xe này sau này anh chị sang tên là nó ra số quản lý 61 luôn, nó phù hợp luôn. Tâm bán 440 nha anh chị. Cái này Vios 2023 số sàn bảng E đang bán cho anh chị là 418 triệu 2023 nha. Mười mấy ngàn cây. 418 triệu 2023. Động cơ là 1.5 máy xăng số sàn. Cái này thì 5 chỗ ngồi nha. Full lịch sử bảo dưỡng, mới tinh không lỗi lầm. 2023 chạy hơn 10.000, màu bạc, xám bạc, tâm bán 48. Hôm nay để cho anh chị là 43, giảm 5 còn 43. 2023 nha, 43. 2023 nha anh chị. 10.000 cây, 413 triệu. Màu xám bạc. Mới về cái Vios 2021 số sàn bảng E. Lăn bánh được 50.000 cây, một đời chủ mua mới. Hôm qua mới đi đăng kiểm hết 5 triệu mấy. Chủ xe bỏ đăng kiểm hôm nay. Nợ đăng kiểm chứ không phải là bỏ, nợ đăng kiểm. Đăng kiểm đường bộ mới hôm qua đăng kiểm hết 5 triệu. Cái này bên Tâm đang bán cho anh chị là 400. 2021 lăn bánh 50.000. Màn hình cam gia đầy đủ, xe thì ưng ý. Lên chạy là vừa ý liền, trần nỉ nguyên rin mà màu trắng ca mai nữa. Cái này để anh chị là 398 luôn nha. 398. 2021 màu trắng ca mai, đăng kiểm mới, vỏ mới, 50.000 cây. Xe thì khá là hài lòng, sơn rin cả xe không lỗi lầm anh chị. Sơn rin cả xe không lỗi lầm, máy móc trắng tinh nè. Ta mới về một con Vios bản G. Mới về cái Vios bản G 2000 mới về Vios bản G 2019 mà nó bị lỗi tí xíu cái cửa trước bên tài, đang bỏ đánh bóng. Xe đó màu bạc, chạy 72.000 cây. Nếu xe đó thì bán cho anh chị là tâm bán 398 triệu. Xe đó đó, nếu mà làm xong về bán 398 triệu. Con này cũng là 398 luôn. Con này là con số sàn 2021 mẫu mới. Để anh chị là 396 đi nha. Để 396 đi, qua Tâm đăng 398 mà có nhiều anh em vô comment quá, comment là bán mắc bán cao. Nhưng mà anh chị cứ tham khảo thử thị trường đi. Tìm cái xe đẹp giống như bên Tâm. Rồi đi coi xe mới coi, ông nào nói 46 có xe mới mua đi mua thử coi. Không có đâu. 46 là giá niêm yết thôi, nhưng mà còn thuế má còn lăn bánh nữa chi. Có giảm được đồng thuế nào đâu. Lăn bánh phải 500. Thì Tâm bán gì là rẻ hơn xe mới 100 triệu, 100 triệu hơn rồi, đồ chơi trang thiết bị nữa chi. Cái này Tâm bán là 398, hôm nay để cho anh chị là 396. 2021 mẫu mới. Gốc số Bình Dương. Đăng kiểm và đường bộ mới tới 2026, vỏ lốp mới thay. 50.000 cây. 396 triệu cho con Vios số sàn đời 2021 mẫu mới. 396 triệu nha anh chị. Em này là Vios 2022 số tự động bảng E, lăn bánh được 20.000 cây, màu xám bạc. Vios số tự động bảng E. 440 triệu. 440 triệu. 2022 lăn bánh được 20.000 cây, màu xám bạc, gốc số Bình Dương. Xe này thì lên chạy là ưng ý liền, full lịch sử bảo dưỡng, còn rất là mới và đẹp. 2022 nha, lăn bánh được 20.000 cây. Xe thì khỏi bàn, miễn chơi. Cái này thì bên Tâm để cho anh chị là 440, có thể bớt cho anh chị 2 triệu, còn 438 nha. 438 2022 nha anh chị. Này là Kia Soluto, xe này hơi lâu à. Kia Soluto 2020 lăn bánh được 40 mấy ngàn cây.
lăn bánh 40 mấy ngàn cây 2020. Bên Tâm đang bán là 325 giảm 20 còn 320, xe này lâu rồi. Bữa nay giảm xuống để coi bán được không? Để 305. 305 nha anh chị. 2020 lăn bánh 46 ngàn cây. 305 số sàn bản đủ. Cái này ôm lâu rồi, bây giờ cũng có ý định là xả cho anh chị nha. 305 Kia Soluto số sàn bản đủ 305 lăn bánh được 40 mấy ngàn cây. Biển số 63 Tiền Giang. Tâm còn một con này nữa nè, hôm nay để trong kho 190, hôm nay cắt xuống còn 190. Số tự động Kia Morning bản đủ xì bọt màu hồng phấn, số tự động xe đẹp và lăn bánh chưa tới 100 ngàn, 100% là nguyên rin, máy móc cũng như là khung gầm động cơ hộp số như là keo chỉ rin hết luôn. Hôm nay Tâm để cho anh chị là 190 nha. Kia Morning bản xì bọt 2011, có mâm đúc rồi, có thắng có túi khí an toàn rồi đó, có máy lạnh auto rồi. Hôm nay Tâm để anh chị là 190 nha. XL7 anh chị, XL7 Suzuki XL7 nhập khẩu 2020 chuẩn Euro 50 ngàn, màu cam. Xe này thì được trang bị là camera 360, ghế da, phim cách nhiệt, xe rất là mới và sơn rin cả xe không lỗi lầm, đang bán cho anh chị là 480. Hôm nay Tâm giảm xuống là còn 470, giảm 10 là còn 470 nha. Màn hình Wincar trần 5D, ghế da, xe mới tinh đúng Euro, 5 vỏ heo xe và Tâm mới thay hai cái vỏ trước mới, đăng kiểm còn dài, hai vỏ sau còn heo xe. Bữa là 4 cái heo xe hết mà thay hai vỏ trước cho nó an toàn cho khách hàng, rồi bây giờ còn hai vỏ sau heo xe còn dày lắm. Nói chung là xe này mua về không có tốn tiền nữa, từ đồ chơi cho đến gầm bệ, máy móc, vỏ lốp, đăng kiểm gì là hoàn hảo hết, rất là tuyệt vời, máy chạy nhẹ như ý. Và hôm nay Tâm giảm xuống cho anh chị 10 triệu là còn 470 nha. XL7 2020 còn 470. Xpander 2020 số sàn đang bán là 445, giảm xuống cho anh chị 15 còn 430. 430 nha anh chị. Giảm 15 còn 430. Xpander đồ chơi nhiều và sản xuất 2020 50 mấy ngàn cây. Màn hình cam trước cam sau đầy đủ, ghế da, phim cách nhiệt, lót sàn trải thảm nha. Ưng ý trần nỉ nguyên rin, 50 mấy ngàn cây không lỗi lầm, màu bạc. Hôm nay Tâm để cho anh chị là 430 đó. Bên Tâm là như vậy, bán được thì bán lời, bán không được thì xả vốn, không được nữa thì xả lỗ chút đỉnh. Xpander 2020 số sàn màu bạc bản đủ, bán cho anh chị là 430. Hyundai Elantra bản đặc biệt 2021 lăn bánh 20 ngàn cây, bán cho anh chị là 440 2021 màu bạc, lăn bánh có 20 ngàn cây à. Đang bữa Tâm có làm cái video riêng là cái xe này nó bị chủ xe rớt cái tàn khúc, đang đi xử lý cái chỗ cái ghế trước bị rớt cái tàn khúc anh chị, còn nhiêu rồi mới tin hết à. 440 xe chuẩn, 100% là rin, lỗi Tâm chịu hết cho. Bản đặc biệt thì nó có mâm 5 chống nè, có đèn nổ từ xa, có cửa sổ trời và mâm là 16 inch, lớn hơn bản thường một size, có đèn mắt liếc quanh cua theo góc lái, nhiều tính năng lắm, 5 túi khí, bán anh chị là 440 nha, màu bạc. Em này là Toyota Yaris bản GL 2004 đang bán là 145 triệu, hôm nay để cho anh chị là 140 bản GL GL anh chị 204 gốc số Sài Gòn, cái máy, cái gầm, cái nội thất chạy là chịu liền, rất là ưng ý, 4 cái vỏ mới, đăng kiểm dài. Xe này anh chị lên anh chị chạy là anh chị vừa ý liền. 140. Cái này vì tình nghĩa mà mua thôi, bởi vì bán cho họ một cái xe dắt đời 2005 mà một lần đăng kiểm là cái trạm đăng kiểm lần đầu á, nó đánh sai cái mâm anh chị, xe ta dắt súp là mâm 15 mà nó đánh mâm 14. Một lần đăng kiểm vậy là anh xuống nhờ là mình phải đi kiếm mua một chiếc dắt, kiếm mua chiếc dắt về rồi bỏ mâm vô đăng kiểm cho anh xong. Mình lỡ hứa rồi, cái gì mà lỡ hứa, khách hàng của mình á, lỡ hứa là phải phục vụ,
cứ một lần đăng kiểm là chạy đi mua cái dắt về bỏ mâm vô đăng kiểm xong rồi bàn giao xong rồi bán cái xe dắt này đi. Cái này bữa mua 135 triệu nè anh chị, giờ bán chị 140 bao rút hồ sơ chứ cũng không phải là cái gì hết á. Nhưng mà cái niềm tin, cái lời hứa, khi khách hàng quá tin tưởng mình rồi thì mình phải làm sao đó để cái niềm tin đó nó được thể hiện và được đón nhận từ khách hàng ha. Cái này thì bên Tâm bán 140 nha chị, 145 nhưng mà bán 140 thôi. Dắt GL 204 lên chạy ngon lắm, chạy như ý luôn, từ khung gầm máy móc im, máy lạnh là tốt. Còn con này 418 triệu, hôm nay đỡ cho anh chị là 405 triệu, 2000 giảm 13 triệu anh chị, 405 triệu. 2020 mà lăn bánh có 20.000 à. Hyundai Accent số tự động 2020 lăn bánh 20.000 cây, số tự động Hyundai Accent mới tinh à, 2020 405 triệu nha anh chị. Hyundai Accent 2020 lăn bánh 20.000, 405. Tâm bán được cái Innova Venturer đỏ với là con CX5 xanh, bán nhiều lắm, Tâm bán 17 xe mà anh chị, với Elantra đen 9.000 cây 2021 nữa, nhiều lắm mà không nhớ. Innova 212 nữa, rồi Innova 218 bán hai chiếc luôn, giờ còn có con Innova Fortuner bán hết rồi. Cái này là CX5 2022 bản Dulux, lăn bánh được 20.000, màu đỏ đỏ pha lê, 2022 sơn rin cả xe, một đời chủ mua mới, năm vỏ heo xe hết, bánh dự phòng chưa sử dụng luôn anh chị. Cái này thì nó có cửa nóc, có ghế điện, có cân bằng, có nhiều thứ lắm. Động cơ là 2.0, Tâm đang bán là 715, hôm nay để cho anh chị là 705, hết giá 705, 2022 nha, bao giá thị trường cho anh chị luôn, 705 cho con CX5 2022, lăn bánh mới có hai mươi mấy ngàn cây thôi. Kia K3 bản Luxury 2022 lăn bánh 20 30.000 cây, đang bán là 3 3 mấy 340 thì phải, 540 540 giảm xuống còn 525 nha anh chị. Cái này Tâm giảm 15 triệu cho anh chị nha, đăng kiểm mới giảm 15 triệu còn 525 triệu. Thị trường giảm anh chị, thị trường giảm mình phải giảm chứ mình không giảm là mình bán không được. Thị trường người ta vẫn bán xe này là 530, 530 nhưng mà mình phải bán cạnh tranh, sản phẩm mình tốt mà được cạnh tranh nữa thì khách hàng hưởng lợi. Trần 5D, cửa sổ trời, ga tự động và ghế chỉnh điện, cân bằng điện tử, đời Startup, xe mới lắm, K3 mẫu mới rồi, mẫu mới thương hiệu mới rồi, mẫu mới, và đang bán 540, hôm nay để cho anh chị là 525, K3 525. Cái này là Hyundai Elantra Hyundai Elantra màu vàng cát 2018, động cơ là 1.6 turbo bản xì bọt, bản cao cấp nhất của Hyundai Elantra, lăn bánh được 42.000 cây, năm vỏ thì gia chủ mới thay, đăng kiểm mới, đăng kiểm thì về Tâm mới đăng kiểm. Anh chị nhìn cái nội thất này là biết cái xe nó xịn hay không xịn nha, rất là tuyệt vời. 42.000 cây, lịch sử bảo dưỡng hãng không lỗi lầm, một chủ mua mới, bản xì bọt 2018 460 triệu, Hyundai Elantra 460 2018 bản xì bọt nha, màu vàng cát, lăn bánh được 42.000, 460. Fortuner 2019 máy dầu, đăng ký và lăn bánh là tháng 3 2020, màu bạc, máy dầu số tự động, đó, vỏ lốp theo xe còn chưa tới 100.000, chất xe tuyệt đẹp từ trong ra ngoài mà không hiểu sao mà nó bán chậm anh chị, nó bị kẹt lại là như vậy á. Cái xe mà kẹt lại là cứ chờ bán quầy vốn với lỗ, còn những cái xe kia bán hết trơn rồi. Còn đẹp thì khỏi nói rồi, cái nét đẹp của em nói thì khỏi nói rồi. Cái này thì sản xuất 2019, đăng ký và lăn bánh 2020 và xe chuẩn chuẩn mọi thứ luôn, đăng kiểm mới nè, chất lượng xe đẹp nè và không lỗi lầm nè, máy móc thì tuyệt vời. Tâm bán cho anh chị là 850, bây giờ Tâm giảm xuống còn 830 nha,
830. Fortuner máy dầu số động 830. Innova, Innova 2018 có cân bằng điện tử, biển số 93 Bình Phước, lăn bánh được đúng 100.000 cây. Chất xe thì khỏi nói rồi, 4 vỏ còn tốt và đăng kiểm dài, đăng kiểm tới tháng 7 2026. Mình thùng nước sơn này thì quá ưng ý rồi, cái máy lên chạy ghiền luôn, cái máy trắng tinh nè, xe tuyệt đẹp nha anh chị. Màn hình cam ve, cam trước, cam sau, ghế nỉ trần 5D, qua lăng đẹp, không có vết mòn, xe ưng ý và chưa bán được thì hôm nay tạm giảm tiếp. Cái này đang bán cho anh chị là 480, giảm xuống cho anh chị là còn 465, 470 chứ, xin lỗi nha, 470, 470 2018 cân bằng điện tử, màu đồng ánh kim, xe đẹp, 9,7 lít cho đường hỗn hợp và 8,1 lít cho đường trường, đường Sài Gòn thành phố là 12,5 lít. Dòng này thì nó bền, nó chất, nó ưng ý, vỏ lốp mới còn được chứ không phải là mới, mọi thứ tuyệt vời và chất lượng xe thì khá là ưng ý, màu đồng ánh kim, xe không lỗi lầm nha. Tâm bán là 470 anh chị, 2018 có cân bằng điện tử, 470. Em này là Xpander, Xpander 2000, Xpander 2022, lăn bánh 23 mẫu mới, bản premium, 30.000 cây, sơn rin cả xe không lỗi lầm. Đang bán cho anh chị là 595, hôm nay Tâm để cho anh chị là 585. 585 2022, lăn bánh 23 mà chạy được 30.000, một chủ mua mới, gốc Sài Gòn. 5 vỏ theo xe còn dày, đúng cây số, đúng chất lượng và còn bảo hành hãng tới năm 2026. Đăng kiểm thì còn tới tháng 8 2025. Nội thất thì mới tinh, chìa khóa còn đủ 2 chìa. Giấy tờ pháp lý thì bên Tâm đang đứng ủy quyền lần thứ nhất, mua ngay chủ ra mà. Mới đăng kiểm đăng ký có một lần à. Xe mới lắm. Cái này đang bán là 595 anh chị, giảm 10 triệu còn 585. Bản premium thì có thắng tay điện tử nha, đèn trước đèn sau là full LED, Xpander 7 chỗ ngồi, mẫu mắc tiền. Và hôm nay Tâm để cho anh chị là 585 triệu nha, 585 triệu. Mới về cái City anh chị, City bản top tháng 12 2017, lăn bánh được 42.000 cây, 5 vỏ theo xe hết, sơn rin thì cũng còn khoảng 90%, không lỗi lầm và góc số Bình Dương một chủ nha. Cái này đẹp, chất, bên Tâm bán cho anh chị là 395 triệu anh chị. 2010 tháng 12 2017, mẫu mới, có ga tự động và lưu control nè, đèn trước đèn sau là full LED nè, mâm đa chấu, 7 túi khí an toàn, máy lạnh auto, bản top là bản cao cấp nhất anh chị, và lăn bánh mới có 42.000 cây à. Màu trắng ca mai, xe chuẩn, rin ưng ý, máy móc trắng tinh, biển số Bình Dương, và xe Bình Dương thì đẹp, chất xe đẹp lắm anh chị, vỏ lốp theo xe hết. 395 triệu ha. Tâm tiếp tục về con Innova nữa anh chị, Innova 2000, xe về Tâm thay nhớt mới hết nha, chiếc nào cũng thay nhớt mới hết. Innova 2019 nè, một chủ mua mới từ đầu, bản 7 túi khí và cân bằng điện tử, 48.000 cây, màu trắng, lăn bánh 48.000 thì anh chị biết nó đẹp cỡ nào rồi nha. Cái máy mới tinh luôn, từ máy tới gầm. Cái này thì bên Tâm bán cho anh chị là 515 triệu nha, 2019, 48.000 cây. Một cái điều mà rất là hiếm gặp ở cái xe Innova mà 48.000 nha, Tâm bán anh chị là 515 triệu. Và khi mà xe này dọn rửa xà bông xong là Tâm sẽ làm video riêng cho anh chị xem ha. Xe tốt, chất lượng tuyệt vời. Và tất cả những xe hiện có tại công ty ô tô Duy Tâm thì nó nằm hiện hữu hết ở đây nha anh chị. Nếu anh chị nào có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên ô tô Duy Tâm theo số hotline là 0917 215 512, 0917 215 512. Có nhiều sự lựa chọn, có nhiều xe tại công ty ô tô Duy Tâm để cho anh chị mình đến lựa chọn mua cho gia đình một con xe cũng như là một cái sản phẩm hợp lý nha. Chúc anh chị và gia đình có một ngày vui thật là trọn vẹn và ý nghĩa, và nhớ tới ô tô Duy Tâm khi mà mua bán xe đã qua sử dụng nha. Mua cũng như là bán, giới thiệu Tâm gửi hoa hồng cho anh chị cho nó vui thôi, chứ không phải là giàu có gì, nhưng mà có cái đó là động lực. Anh chị có nhu cầu mua xe, bán xe, liên hệ trực tiếp với anh Tâm và đến xem xe trực tiếp tại công ty ô tô Duy Tâm theo địa chỉ gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha anh chị nha.
Cảm ơn chị, hẹn gặp lại chị. Xin bye bye.